Tiếp tục đi câu cá mọi người ơi. Nãy giờ thì câu bên kia không có con nào hết. Nãy câu bên đây không có nè. Nãy giờ đâu đốt lửa. Nãy câu đây không có, bây giờ đi qua bên đây. Coi có con nào không. Nướng em, chưa đói bụng quá rồi. Cảnh này rất là đẹp luôn nha các bạn, quá đẹp luôn. À, thích biển thì về đây. Rồi mình tiếp tục câu cá đây, hẹn gặp lại các bạn sau. Quá rồi bọn. Bỏ bọn ức đi mẹ. Ừ bọn đi mất bọn dùng đi đỏ xuống ra trả hết luôn nha. Không bọn, tụi tái nhớ bọn ai quay phim.
Tao bọn tao rồi. Cái chân mình nó bị đau mình tắm không được. Sao đây? Tiếng trong bay cứ lên thầm lặng. Bây giờ hơi không tìm cuộc đối đầu lạng thi với nhau đi. Lại đâu, lạng lấy đó chứ mình lại còn đâu nó cho lạng nó đụng mắt đưa nó vô đi. Mày nói ơi. Đó đâu? Mẹ đỡ. Bởi quá lên đổ luôn. Lật nó chặt mày hai mẹ. Quay mày đấy. Bao nhiêu ra được không? Mỗi bọn cần giếp của mấy bọn ra.